nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của các cụ hai giới, các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân về dự lễ cắt băng khánh thành ngôi đại bái làng văn hóa thôn Cự Thần ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới các cụ hai giới, các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Chúc buổi lễ cắt băng khánh thành ngôi đại bái làng văn hóa thôn Cự Thần thành công rực rỡ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, hòa trong không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2023, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2023, được sự nhất trí của các cấp lãnh đạo, hôm nay cán bộ và nhân dân thôn Cự Thần long trọng tổ chức lễ cắt băng khánh thành ngôi đại bái. Để chào mừng sự kiện trọng đại ngày hôm nay, kính mời các cụ hai giới, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân hướng lên trung tâm sân khấu đón xem chương trình văn nghệ chào mừng. Và để mở đầu cho chương trình văn nghệ là một sáng tác của nhạc sĩ Thu Huyền với bài múa Đi hội làng dân ca quan họ Bắc Ninh do Tốc múa Hội người cao tuổi thể hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
như câu hát tên chào, ta hẹn hò vì quê hương anh giàu. Cảm ơn đội múa của Hội Người Cao Tuổi, một tiết mục vô cùng đặc sắc. Và tiếp theo là bài múa Mẹ Từ Bi, một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Linh do Tốp Múa Chi Hội Phụ Nữ thể hiện. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Yeah.
khắp nơi bình yên. Cảm ơn tiết mục của Chi hội Phụ nữ. Kính thưa các cụ hai giới cùng quý vị đại biểu và bà con nhân dân, phong trào văn hóa văn nghệ của người dân Cự Thần nói chung rất là phát triển, và tiếng hát của các ca sĩ ở thôn Cự Thần đã được vang xa đi khắp bốn phương. Và trong buổi ngày hôm nay có một tiết mục văn nghệ của một người con thôn Cự Thần đã được nổi tiếng ở rất là nhiều nơi, và hôm nay em cũng đã về dự và xin được góp vui với chương trình văn nghệ một tiết mục, đó là ca khúc Quê hương ba miền, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Dương Huệ. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Lời nói đầu tiên cho phép Dương Huệ xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới các cụ cũng như là quý vị đại biểu có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay trong buổi lễ cắt băng khánh thành của ngôi đại bái ở thôn Cự Thần. Dương Huệ vô cùng hạnh phúc và tự hào khi mà ngày hôm nay được có mặt ở đây và chia sẻ một phần những cái lời ca tiếng hát của mình gửi tặng tới quê hương của mình. Một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, ca khúc rất quen thuộc với tựa đề Quê hương ba miền, cho phép Dương Huệ xin được ca tặng toàn thể quý vị thân mến. Thank you.
Xin được cảm ơn những tràng pháo tay ưu ái của quý vị thân mến rất nhiều. Sở dĩ mà Dương Huệ chọn bài hát vừa rồi bởi vì là Dương Huệ cũng đã được đi rất là nhiều nơi trên mọi miền Tổ quốc. Và bây giờ thì Dương Huệ cũng ở trong Sài Gòn rất là nhiều, cho nên là từ Sài Gòn bay trở về đây để gửi lời ca tiếng hát dành tặng tới quê hương của mình. Cho nên là ngay lúc này thì sẽ quay trở lại với một sáng tác thân thương hơn với tựa đề Xuân Quê Hương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Xin được cảm ơn quý vị thân mến rất nhiều. Sư Huệ đặc biệt muốn ở lại sân khấu và hy vọng rằng là ngày hôm nay ngôi đại bái của làng mình sẽ ngày càng linh thiêng và được nhiều quý vị thân mến tới hơn ạ. Xin được cảm ơn. Xin một lần nữa, xin quý vị đại biểu hãy nổ một tràng vào tay thật to để cảm ơn hai tiết mục vô cùng là đặc sắc của em Dương Huệ. Và ngay sau đây, một tiết mục cũng không kém phần đặc sắc, đó là bài múa Em Chọn Lối Này, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên do bác Lưu Mỹ thể hiện. Xin quý vị cùng thưởng thức. Cùng đặc sắc của bác Lưu Thị Mỹ. Và tiếp theo là bài múa Đất Nước Chọn Niềm Vui, là ca khúc do cố nhạc sĩ Hoàng Hà sáng tác, do Tâm Múa Hội Người Cao Tuổi thể hiện. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. 30 năm dân chủ cộng hòa, cánh chim đã thành công. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam. Yeah.
chân dồn về đây Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi một ngày vui Sài Gòn. Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ năm xưa, rào rực sau hôm nay bác vui với người toàn dân. Thành đồng ơi, sáng son đã bao ngày hoàn, ôi hạnh phúc vô biên ta tựa đi em người yêu. Sôi động của các bà các mẹ, con cũng xin chúc các bà các mẹ luôn dồi dào sức khỏe và có thật nhiều các tiết mục văn nghệ hơn nữa để góp vui cho chương trình văn nghệ của làng chúng ta. Và tiếp theo chương trình đó là bài múa Dòng Máu Lạc Hồng, sáng tác nhạc sĩ Lê Quang, do Tóc Múa Chi Hội Phụ Nữ thể hiện. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nòi dòng lạc hồng
mãi còn vang. Bao lớp người đi ra nơi miền quê, hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu là không tự hào hai tiếng Việt Nam. Cảm ơn tiết mục của chi hội phụ nữ. Phải nói rằng là chị em phụ nữ của thôn Cự Thần chúng ta vô cùng là giỏi, không những đảm việc giỏi việc nước mà lại đảm việc nhà. Thì tôi cũng mong rằng là các anh ở thôn Cự Thần chúng ta hãy tạo điều kiện hơn nữa cả về kinh tế lẫn thời gian để cho các chị em phụ nữ có thêm thật nhiều hơn nữa thời gian để chúng ta có được những tiết mục văn nghệ thật đặc sắc. Và tiết mục tiếp theo cũng vô cùng đặc sắc,
đó là bài múa Cô Đôi Thượng Ngàn qua phần thể hiện của một nghệ sĩ nổi tiếng, đó là nghệ sĩ Lệ Hòa, và xin kính mời quý vị cùng thưởng thức.
Tiết mục Múa Cô Đôi Thượng Ngàn đã khép lại chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng lễ cắt băng khánh thành ngôi đại bái làng văn hóa thôn Cự Thần ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho những người làm chương trình văn nghệ, xin kính chúc các cụ hai giới, các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Chúc buổi lễ cắt băng khánh thành ngôi đại bái thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn những tiết mục văn nghệ của Hội Người Cao Tuổi và Chi Hội Phụ Nữ Thôn Nhà đã đem đến lời ca tiếng hát cho buổi lễ. Một lần nữa đề nghị buổi lễ chúng ta cho một tràng vỗ tay chúc mừng ạ. Vâng, hiện đã đến giờ tổ chức lễ khánh thành ngôi đại bái. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các cụ hai giới, các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân chúng ta ổn định tổ chức để buổi lễ khánh thành ngôi đại bái chính thức được bắt đầu. Trước khi vào buổi lễ, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đứng lên làm lễ chào cờ. Xin trân trọng kính mời các đại biểu. Xin trân trọng kính mời các cụ hai giới cùng toàn thể buổi lễ chúng ta an tọa. Kính thưa các cụ hai giới, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, ngôi đại bái cổ làng Cự Thần được khởi dựng vào cuối thế kỷ 18. Cách đây 200 năm, ngôi đại bái thờ vị thần Thành Hoàng có tên hiệu là Cung Tính Đại Vương. Ngài có công lao rất to lớn, là tướng lĩnh hải quân đã từng cầm quân đánh giặc dưới thời Bắc thuộc. Chính vì lẽ đó, để ghi nhớ công ơn đến với vị thần Thành Hoàng, hàng năm cứ vào dịp lễ hội, mọi người đều tụ hội tại đây để bày tỏ lòng kính, thành kính và tri ân đến các bậc tiền nhân đã có công dựng làng, giữ nước, để cầu mong cho nhân dân được thụ hưởng an lạc, thái bình, mọi người đều được hưởng hạnh phúc. Trải qua các bước thăng trầm của lịch sử và những biến cố của thiên nhiên, ngôi đại bái cổ của làng đã bị xuống cấp nặng nề. Mặc dù qua nhiều thế hệ, cha ông ta đã để tâm tu sửa, nhưng do điều kiện vật chất còn nhiều khó khăn, không đáp ứng được yêu cầu sau mỗi lần sửa chữa. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, sự điều hành của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân thôn Cự Thần đã tiến hành trùng tu, tôn tạo ngôi đại bái cổ của làng để giữ gìn phát huy những giá trị văn hóa mà các bậc tiền nhân xưa để lại. Đáp ứng với nguyện vọng của nhân dân, quyết tâm trùng tu tôn tạo ngôi đại bái bằng phương thức thực hiện vận động lòng hảo tâm công đức của nhân dân địa phương trong và ngoài xã, đặc biệt là những người con đang sinh sống trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trải qua gần 7 tháng thi công, nhờ sự cố gắng, nỗ lực của nhân dân, của các hiệp thợ, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của tiểu ban kiến thiết, đến nay, công trình cơ bản hoàn mỹ và khánh thành vào dịp lễ hội truyền thống mùng 6 tháng 3. Được sự nhất trí của các cấp lãnh đạo, hôm nay, cán bộ và nhân dân thôn Cự Thần long trọng tổ chức lễ tổng kết quá trình trùng tu, tôn tạo và cắt băng khánh thành ngôi đại bái. Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng nếp sống văn hóa mới và giữ gìn thuần phong mỹ tục của nhân dân ta. Trong niềm hân hoan phấn khởi này, chúng ta vui mừng được đón tiếp các vị đại biểu khách cùng sự có mặt của các bà con, cô bác sống xa quê và nhân dân đang cư trú tại thôn, là một sự cổ vũ hết sức lớn lao, tạo nên khí thế mới của cuộc vận động xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh. Tới dự và chỉ đạo buổi lễ, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu
về phía đại biểu huyện xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón đồng chí Nguyễn Văn Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Oai. Đồng chí Nguyễn Huy Quý, Phó Ban Dân vận huyện Thanh Oai. Đồng chí Tô Thị Vân, chuyên viên Phòng Văn hóa huyện Thanh Oai. Đại biểu xã xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón đồng chí Trần Văn Phấn, Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Đăng Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy Hội đồng Nhân dân. Đồng chí Nguyễn Bá Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Đồng chí Phạm Thị Hồng Yến, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các đồng chí trong Ban Văn hóa xã, Ban Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự, Hội người cao tuổi, các tổ chức chính trị xã hội xã, cán bộ là người con quê hương đang công tác tại Ủy ban Nhân dân xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Đại biểu các trường, trạm y tế, hợp tác xã nông nghiệp, xã lao động xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón đồng chí Tạ Quang Luyện, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở. Đồng chí Nguyễn Thị Đức, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học. Đồng chí Nguyễn Thị Thường, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non. Đồng chí Lê Văn Hữu, Trạm trưởng Trạm y tế. Về phía đại biểu thôn xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón đại biểu các thôn xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón các đồng chí lãnh đạo đại diện cho cấp ủy, ban chỉ huy thôn đội ba thôn, thôn Văn Quán, thôn Trình Xá, thôn Động Giá cùng toàn thể bà con cô bác sống xa quê và toàn thể nhân dân đã về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu thôn xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón đồng chí Nguyễn Thị Nhật, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận. Đồng chí Phạm Văn Định, Phó Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Quang Hường, chi hội trưởng, người cao tuổi, phó ban chỉ đạo. Cùng các ông bà trong cấp ủy, ban chỉ huy thôn đội, ban công tác mặt trận, ban chấp hành chi hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Đại biểu chùa Phúc Lâm Tự xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón sư thầy Thích Đàm Lan, trụ trì chùa Phúc Lâm Tự, thôn Cự Thần, ủy viên ban trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Thanh Oai, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Phạm Văn Định, Phó Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban chỉ đạo lên thông qua diễn văn khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các quý mạnh thường quân và bà con xa quê, kính thưa các cụ hai giới cùng toàn thể nhân dân. Hòa trong không khí hân hoan của toàn đảng, toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước 30 tháng 4 giải phóng miền Nam, mùng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động và hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc. Cùng trong niềm hân hoan này, được sự nhất trí của Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Lao Động cho phép ban lãnh đạo thôn long trọng tổ chức lễ khánh thành ngôi đại bái miếu làng. Lời đầu tiên, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách, bà con xa quê, các cụ hai giới và toàn thể nhân dân mạnh khỏe. Chúc các quý vị gia đình hạnh phúc,
tràn đầy niềm vui trong cuộc sống, chúc buổi lễ khánh thành ngôi đại bái miếu làng thành công viên mãn. Kính thưa các quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân, theo truyền thuyết các cụ kể lại, ngôi miếu làng có từ xa xưa, thờ vị Đức Thần Hoàng Làng, ngôi miếu của làng đã được xây dựng từ lâu, đã được cán bộ và nhân dân trong thôn luôn giữ gìn bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tâm linh. Nhưng trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm của lịch sử, thời gian và không gian đã làm cho ngôi miếu bị xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến khu thờ tự tín ngưỡng cũng như hình ảnh hưởng đến an toàn khi khách thập phương và nhân dân về dâng hương lễ thánh và vãn cảnh miếu làng. Được sự cho phép của Phòng Văn hóa Thông tin huyện Thanh Oai, sự hướng dẫn chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Văn hóa Thông tin xã Lao Động, sự tham gia nhiệt tình của nhân dân trong thôn và bà con xa quê đã giúp công góp của để kiến thiết lại ngôi miếu làng. Tổng số tiền mà ban lãnh đạo đã nhận được sự ủng hộ của bà con xa quê và nhân dân trong thôn là trên 1 tỷ đồng. Công trình miếu làng được khởi công từ ngày 26 tháng 9 năm 2022 đến ngày 19 tháng 4 năm 2023 đã hoàn thành, được cấp trên nghiệm thu công trình đảm bảo theo đúng thiết kế, đúng tiến độ. Công trình miếu làng đã hoàn thành có giá trị về mặt tâm linh, góp phần tô thêm vẻ đẹp cho công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã nói chung và thôn nhà nói riêng. Đạt được những thành tựu đó là có sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần của các cấp lãnh đạo và sự chung tay góp sức đồng lòng của cán bộ và nhân dân trong thôn, đặc biệt là sự cống hiến trí tuệ của cán bộ và nhân dân cùng bà con xa quê. Thay mặt ban lãnh đạo thôn, xin trân trọng bày tỏ tình cảm và lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà hảo tâm, bà con xa quê và nhân dân trong thôn đã phát tâm công đức xong, tuy nhiên tiểu ban tiếp nhận công đức chưa được chú đáo và còn thiếu sót, kính mong các quý vị hoan hỷ lượng thứ. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, những lời đóng góp chân thành để hoàn thiện hơn nữa. Trước khi dừng lời, thay mặt ban tổ chức một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các trường, trạm đóng trên địa bàn xã, lãnh đạo các thôn, các cụ hội người cao tuổi của các thôn, ban ngành đã tặng những tình cảm quý báu đối với ngôi miếu làng cự thần. Trân trọng cảm ơn bà con xa quê, các nhà hảo tâm cùng toàn thể nhân dân trong thôn đã ủng hộ cả tâm lực và vật lực để ngôi miếu của làng được khang trang như ngày hôm nay. Chúc quý vị quan khách, quý đại biểu, quý Phật tử gần xa và toàn thể nhân dân mạnh khỏe, an vui và ngôi miếu của làng rất mong được sự quan tâm của Phòng Văn hóa Thông tin huyện Thanh Oai, quý cấp lãnh đạo, các quý Phật tử gần xa tiếp tục chung sức đồng lòng các công trình tín ngưỡng của nhân dân ngày càng khang trang hơn. Xin trân trọng tuyên bố khai mạc lễ khánh thành ngôi đại bái miếu làng cự thần bắt đầu. Xin trân trọng kính mời đội lân và đội rồng vào chào mừng. Thank you.
Vâng, thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn đội Lân, đội Rồng đã dành thời gian và tình cảm đến chúc mừng buổi lễ. Thay mặt ban tổ chức xin kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, về dự với lễ cắt băng khánh thành ngôi đại bái, các đoàn đại biểu, các tập thể và cá nhân có những bó hoa tươi thắm để chúc mừng buổi lễ. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại biểu huyện, đồng chí Nguyễn Văn Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đồng chí Nguyễn Huy Quý, Phó Ban Dân vận huyện, đại biểu xã xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Văn Phấn, Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Đăng Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, đồng chí Nguyễn Bá Huy, Phó Bí thư Thường trực, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Nhật, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, ông Phạm Văn Định, Trưởng thôn, Trưởng ban Chỉ đạo lên nhận hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời hai ông bà. Đề nghị buổi lễ chúng ta nhiệt liệt chúc mừng ạ. Vâng, ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo huyện, các đồng chí lãnh đạo xã. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Tô Thị Lâm, chuyên viên phòng văn hóa huyện Thanh Oai lên tặng hoa chúc mừng. Và ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Nhật, ông Phạm Văn Định lên nhận hoa chúc mừng ạ. Vâng, đề nghị buổi lễ chúng ta nhiệt liệt chúc mừng ạ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời gia đình ông bà Hồ Khiêm có lăng hoa lên chúc mừng. Xin trân trọng kính mời. Vâng, đề nghị buổi lễ chúng ta nhiệt liệt chúc mừng ạ. Vâng, một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin được chân thành cảm ơn các vị đại biểu khách quý đã dành thời gian và tình cảm đến dự và tặng hoa chúc mừng buổi lễ. Thay mặt ban tổ chức xin kính chúc các vị đại biểu khách mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin được trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu khách cùng toàn thể nhân dân trong thôn, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Định, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Chỉ đạo lên thông qua báo cáo kết quả trùng tu tôn tạo ngôi đại bái. Xin trân trọng kính mời ông. Báo cáo kết quả xây dựng ngôi đại bái miếu làng. Kính thưa các cụ, kính thưa các quý vị đại biểu khách, thưa các đồng chí cùng toàn thể nhân dân và các bạn. Theo sử sách truyền thuyết, cha ông ta khi sinh cơ lập nghiệp ở làng đã xây dựng được hai ngôi chùa, một ngôi miếu, một ngôi đình. Phần lớn các công trình trên vẫn còn hiện hữu, in đậm trong tâm trí của mỗi người dân làng chúng ta, trong các thế hệ đã được chứng kiến mà đã chan chứa biết bao kỷ niệm gắn bó một thời thơ ấu để chúng ta hôm nay và muôn đời sau. Tuy nhiên, do giặc giã chiến tranh, ngôi đại miếu cổ thờ Đức Thần Hoàng làng đã bị tàn phá. Theo các cụ cao niên trong làng kể lại, miếu làng ta được các bậc tiền nhân xây dựng cách đây hàng trăm năm, tọa lạc trên một gò đất cao, uy linh trước cửa làng. Xung quanh có nhiều ao sâu ruộng rậu. Miếu có 3 gian hậu cung, 5 gian đại bái quay về hướng Tây cùng với hướng cùng. Vùng quanh miếu có nhiều cây cổ thụ tùm tươi tốt quanh năm, tạo lên một sự u tịch, trầm mặc và linh thương. Tục truyền trước đây, cứ vào dịp mùng 6 tháng 3 âm lịch, làng ta lại mở hội, các cụ cao niên trong làng tổ chức rước ngài cùng bài vị của ngài từ miếu quanh đường cái vòng xuống cổng ngã ba rồi về đình làng, rồi tổ chức tế lễ. Xong dân làng ta lại rước ngài đi ngược trở lại để ngài nghỉ ngơi. Như vậy, miếu là nơi hàng ngày của Đức Thần Hoàng làng, đồng thời cũng là nơi nhân dân trong làng hương khói thờ cụ tự cầu mong Thần Hoàng làng che chở phù hộ đội trì cho quốc thái dân an, dân làng ta đầm ấm no đủ, nhà nhà hạnh phúc, con cháu trưởng thành. Thế rồi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, làng Cự Thần là cơ sở cách mạng, nhiều lần thực dân Pháp càn quét đàn áp, nhưng cơ sở cách mạng của làng ta vẫn
tồn tại. Vào khoảng năm 1947-1948, thực dân Pháp đã huy động binh lính và tay sai tháo dỡ và phá phách ngôi miếu của làng ta, toàn bộ gạch, ngói, kèo, cột. Chúng cho người mang về bốt Kim Lâm. Từ đó, ngôi miếu cổ của làng ta không còn nữa. Khu đất linh thiêng của làng bị bỏ hoang cỏ dại, mọc tùm ô uế, việc tế lễ tri ân thần hoàng làng bị mai một. Chính vì vậy, năm 2015, bằng sự quyết tâm của tập thể ban lãnh đạo địa phương, các tầng lớp nhân dân trong thôn đồng tình hưởng ứng, người có công, người có của, cùng với sự thành tâm, công đức của tập thể, cá nhân trong và ngoài địa phương, của những người con xa quê hương, ngôi hậu cung, miếu của làng ta đã được phục dựng khang trang, đẹp đẽ và tôn kính. Toàn bộ khuôn viên miếu, khu vực miếu đã được xây dựng tường bao, cổng miếu trồng cây xanh và đã xây toàn bộ phần móng của đại bái theo khuôn viên xưa. Kính thưa toàn thể các cụ, cùng toàn thể nhân dân, bằng sự nỗ lực nêu trên lúc bấy giờ là cả một sự cố gắng tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn, song do nguồn kinh phí gạn hẹp, sức đóng góp của nhân dân trong thôn cũng tận tâm tận lực lắm rồi, cho nên việc xây dựng ngôi đại bái miếu làng phải tạm dừng để phục hồi kinh tế tập thể và kinh tế nhân dân trong thôn. Trong những năm gần đây, đời sống nhân dân trong thôn ngày càng được cải thiện. Các nơi thờ tự như nhà thờ họ tộc, chùa miếu, đình làng dần dần được tôn tạo trở nên khang trang, tôn kính. Tuy nhiên, trong quần thể kiến trúc của ngôi miếu cổ vẫn còn thiếu ngôi đại bái, mới có phần móng xây dựng năm 2015. Vâng, đây là trăn trở suy nghĩ cân nhắc của cán bộ và các ban ngành đoàn thể trong thôn, nhất là các cụ trong chi hội người cao tuổi. Thể theo nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân địa phương, trong thời gian vừa qua, lãnh đạo thôn Cự Thần đã tổ chức nhiều cuộc họp để bàn bạc công tác xây dựng ngôi đại bái miếu. Nhìn chung, các cuộc họp đón nhận được sự đồng thuận từ các đại biểu của đông đảo nhân dân địa phương, những người con sống xa quê. Các hội nghị đều đi đến thống nhất nhằm vào đúng ngày 26 tháng 9 năm 2022, tức ngày mùng 1 tháng 9 năm Nhâm Dần, làng ta sẽ khởi công xây dựng lại ngôi đại bái miếu để đáp ứng nguyện vọng phục vụ tự do tín ngưỡng của nhân dân, đồng thời phát huy giá trị văn hóa của tiền nhân để lại. Hội nghị thống nhất về các cấu trúc của đại bái gồm 5 gian sân miếu và một số công trình phụ trợ, vật liệu xây dựng bằng gạch, ngói, xi măng, cát, sắt, thép, gỗ. Đây là một công trình hết sức trọng đại. Nếu không nhờ vào lòng hảo tâm, công đức, ủng hộ của nhân dân, của những người con sống xa quê hương đang học tập và công tác, lao động trên khắp mọi miền của đất nước và nước ngoài, của đồng bào Phật tử thập phương, thiện nam tín nữ gần xa góp của góp công, thì khó có thể thành công. Vì vậy, hội nghị đã thành lập ban tuyên truyền vận động, thành lập ban chỉ đạo, ban giám sát và các tiểu ban gồm các ông bà trong cấp ủy chi bộ, ban chỉ huy thôn đội, các ban ngành đoàn thể trong thôn, các cụ trong chi hội người cao tuổi, ban công tác mặt trận, thanh tra nhân dân, đầu tư giám sát cộng đồng. Nhìn chung đã được công khai trước toàn thể nhân dân trong thôn đồng lòng ủng hộ. Kính thưa các cụ cùng toàn thể nhân dân, với sự hạch toán dự toán ban đầu, với kinh phí để xây dựng ngôi đại bái miếu làng cần phải khoảng 700 đến 800 triệu đồng, mà trong khi địa phương không có nguồn kinh phí nên phải tuyên truyền vận động bằng mọi hình thức như đóng góp theo khẩu, ủng hộ theo gia đình, tùy lòng hảo tâm và tận thu một số cây lâu năm của thôn. Đặc biệt, ban lãnh đạo đã mở rộng tuyên truyền vận động ủng hộ công trình phúc lợi tới bà con em xa quê hương và mở vào ngày quyên góp mùng 4 Tết năm Quý Mão năm 2023. Địa phương đã đón nhận được những tấm lòng hảo tâm của nhân dân địa phương và ngoài địa phương với tinh thần vận động phương châm người giàu một bó, người khó một nén, để chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp,
nói sao cho hết với tấm lòng nhiệt huyết đóng góp không thể tính được bằng tiền. Đó là sự nhiệt tình tham gia lao động công ích của năm đoàn thể trong thôn dưới sự chỉ đạo của tổ chức cấp ủy chi bộ ban chỉ huy tân đội. Năm đoàn thể như năm ngón tay trên một bàn tay, họ hăng say lao động chuyển 3 vạn ngói lên mái lợp, san cán hàng 100 mét sân và nhiều công việc khác. Tổ thợ xây và tổ thợ mộc đã hoàn thiện đúng tiến độ công trình để hôm nay ngôi đại bái miếu làng khang trang bề thế, uy nghi kính trọng trong mắt chúng ta. Đó là thành quả của cả hệ thống chính trị trong thôn, sự đoàn kết chung tay chung sức đồng lòng. Đặc biệt trong quá trình tất thi công tất cả công trình rất an toàn, trong lao động không xảy ra một tai nạn nhỏ nhất, không có biểu hiện tiêu cực xã hội. Kính thưa toàn thể nhân dân, một lần nữa chúng ta khẳng định rằng tất cả phải từ dân, lấy dân làm gốc. Sự thành công hôm nay có ý nghĩa quan trọng, đã đền đáp khát vọng của tập thể cán bộ và nhân dân làng văn hóa thôn Cự Thần, khát vọng nơi văn hóa tâm linh, nơi hương khói thờ tự để tỏ lòng tri ân với thần hoàng làng và các bậc tiền nhân. Thành công ngôi đại biểu làng đã nối quá khứ của 75 năm kể từ ngày thực dân Pháp phá hoại. Trong buổi lễ khánh thành hôm nay, chắc đó là một dấu ấn khó quên. Nó để lại trong lòng của quý khách gần xa, của toàn thể cán bộ và nhân dân thôn Cự Thần như thấy trong mơ, tất cả để hôm nay miếu làng ta ngói hồng sánh với cờ hoa. Kính thưa toàn thể nhân dân, trong buổi lễ khánh thành đại bái hôm nay, chúng ta lại hồi tưởng nhớ lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Người thường nói dễ 100 lần không dân cũng chịu, khó 1 vạn lần dân liệu cũng xong. Sự thành công viên mãn công trình, một lần nữa cán bộ và nhân dân thôn Cự Thần lại thêm bài học kinh nghiệm, xuất phát từ tư duy làm việc gì phải bàn, có thảo tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân, đoàn kết thống nhất rồi mới thực thi hành động đúng như lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Kính thưa các quý vị đại biểu, buổi lễ khánh thành công trình trọng đại hôm nay cũng đánh dấu một bước nổi trội kiến thiết công trình ý nghĩa văn hóa tâm linh ở khu dân cư làng văn hóa thôn Cự Thần. Tất cả chúng ta đều phải có quyền, có trách nhiệm tôn tạo, bảo vệ và tôn kính thiêng liêng mãi mãi mai sau. Kính thưa các cụ, thưa toàn thể nhân dân, ngay từ buổi ban đầu, lãnh đạo cùng tập thể nhân dân đã có kế hoạch, mục tiêu phấn đấu xây dựng ngôi đại bái miếu khánh thành đúng vào dịp ngày hội làng mùng 6 tháng 3 âm lịch, ngày đại kỳ phước, ngày hội truyền thống của làng ta. Ban lãnh đạo địa phương đã thống nhất ban chấp hành các cụ chi hội người cao tuổi, ban ngành đoàn thể hội làng truyền thống mùng 6 tháng 3 âm lịch năm nay, năm Quý Mão, tổ chức rước ngài cùng bài vị của ngài theo lộ trình của năm xưa, xuất phát từ miếu đình qua đường cái vòng xuống đường ngã ba rồi về đình làng để tổ chức tế lễ, xong dân làng lại rước ngài đi ngược trở lại về miếu để ngài nghỉ ngơi. Đây cũng là dịp làng ta mừng công một dấu ấn kỷ niệm khó quên của quý khách và người con xa quê cùng toàn thể nhân dân trong thôn. Vì điều kiện cho phép tôi cho phép thôn ta tổ chức trên tinh thần lành mạnh, tiết kiệm, giữ đúng thuần phong mỹ tục của quê hương Cự Thần, mà năm nay chúng ta đã chiến thắng đại dịch COVID-19, mới điều kiện thích ứng với môi trường. Việc tổ chức rước thần hoàng làng cũng là nét đẹp của văn hóa tâm linh, vừa là lễ mừng công và lễ tri ân của thần hoàng làng thể theo nguyện vọng, khát vọng của nhân dân trong thôn đã nói, đã có nơi thắp hương thờ cúng thần hoàng làng phù hộ độ trì, cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà ấm no hạnh phúc.
Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban công tác mặt trận, trong thời gian vừa qua, địa phương đã đón nhận được nhiều sự hảo tâm, đóng góp, ủng hộ, cung tiến bằng tiền, bằng hiện vật, vật liệu cho công trình đại bái. Sau đây, thay mặt ban tổ chức, tôi xin báo cáo khái quát phần thu tài chính chi và danh sách các hộ gia đình ủng hộ bằng hiện vật hoặc đồ vật, đồ thờ, quy ra tiền. Phần thu, thu theo nhân khẩu, quy định 100.000 đồng bằng 164 triệu 100.000 đồng. Ủng hộ công đức tính đến ngày 10 tháng 4 năm 2023 bằng 332 triệu đồng. Thu bán sắt vụn nhà trẻ 9 triệu 900.000 đồng. Tiền thanh lý 3 cây xà cừ 138 triệu đồng. Tổng thu bằng 644 triệu đồng. Danh sách các gia đình cúng tiến vật liệu đồ thờ quy ra tiền mặt. Gia đình ông Hồ Khiêm, con cụ Hiệp, cúng tiến toàn bộ gạch lát sân, lát nền và gạch bậc trị giá 40 triệu đồng. Công ty Tuấn Hải, 1.700.000 viên gạch trị giá 24 triệu 650.000 đồng. Gia đình ông Tạ Cách, 2 tấn xi măng bằng 4 triệu đồng. Gia đình Ngọc, con cụ Kháng, án gian 25 triệu đồng. Đoàn Phật tử ông Lương, 27 triệu đồng. Gia đình anh Lâm Hằng, một câu đối, 12 triệu đồng. Gia đình bà Nhiệm Hùng, một đôi câu đối trị giá 10 triệu đồng. Anh Hưng, con bà Phác, một đôi lọ lộc bình trị giá 4 triệu đồng. Gia đình Bằng Thu, con ông Nhương, một mâm bồng trị giá 1 triệu 500 ngàn đồng. Gia đình ông Hưởng Liên, 2 đèn đồng 3 triệu đồng. Chi hội người cao tuổi thôn Một Cờ, 230 ngàn đồng. Anh Toàn, con ông Trung Vinh, 27 mét con tiện trị giá 2 triệu 500 ngàn đồng. Quang Anh, Cộng Khánh, con ông Quảng Liên, một cột cờ inox 8 triệu đồng. Cháu Hoa, con ông Hải Thị, một ca máy cầu 1 triệu 500 ngàn đồng. Anh Nam, bạn anh Khiêm ở Thường Tín, một bộ đèn cao áp 8 triệu đồng. Anh Chính, anh Trung ở Thường Tín, một đôi lọ lộc bình 15 triệu đồng. Anh Lý, anh Luân, anh Huân, anh Hiếu ở Mỹ Đức, anh Đức ở Dân Hòa, chị Thanh ở Kim Bài, anh Trọng ở Thường Tín ủng hộ 60 triệu đồng một đôi hồng bạch và 8 triệu đồng một đôi đao. Ông Hưng, con cụ Dưỡng, một đôi hạc bằng đồng 4 triệu 500 ngàn đồng. Ông Thương, con cụ Bảo, một quạt trần 750 ngàn đồng. Anh Hiển, con ông Quảng Điên, một quạt trần 40 hồng kỳ trị giá 2 triệu đồng. Gia đình ông bà Nga Tuấn, một đôi đèn dầu bằng đồng 3 xóe muối gạo nước trị giá bằng 3 triệu 600 nghìn đồng. Gia đình ông Thành Tựa, 3 ghế đá trị giá 2 triệu đồng. Gia đình anh Cường, con cụ Hạch, một bức hoành phi trị giá 20 triệu đồng. Anh Khoa, con bà Thủy Điện, một đôi nọng trị giá 7 triệu đồng. Phần tổng hợp thu chi vào công trình bằng tiền mặt đã có chi tiết cập nhật trong sổ kiểm kê ngày 10 tháng 4 năm 2023. Tổng hợp tính đến ngày 10 tháng 4 năm 2023 bằng 641 triệu đồng. Xin báo cáo với cả các cụ, các bác, các quý vị đại biểu, tổng giá trị công trình miếu của làng ta là trên 1 tỷ đồng đã được đón nhận. Cho đến lúc này, cân đối giữa tổ kiểm kê hiện trạng bây giờ là còn thiếu 100 triệu đồng. Kính thưa các quý vị đại biểu, nhân dịp buổi khánh thành ngôi đại bái miếu làng hôm nay, cho phép tôi thay mặt cán bộ và nhân dân thôn Cự Thần xin trân trọng cảm ơn tới toàn thể các cụ, các quý vị đại biểu khách quý, bà con trong địa phương và ngoài địa phương, con em xa quê đang lao động, học tập ở mọi miền của Tổ quốc và nước ngoài đã mang tấm lòng công đức ủng hộ quê hương xây dựng công trình đại bái miếu làng thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ông Phạm Văn Định. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, để có nguồn kinh phí trùng tu tôn tạo ngôi đại bái được khang trang, trường tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, nghệ thuật để giáo dục cho con cháu mai sau, ban lãnh đạo thôn cùng với ban kiến thiết
đã tuyên truyền vận động, kêu gọi toàn thể nhân dân trong thôn và bà con cô bác đang sống xa quê cùng tấm lòng hảo tâm công đức với tinh thần uống nước nhớ nguồn, tất cả cho quê hương yêu dấu. Qua việc tuyên truyền vận động, cán bộ và nhân dân đều thấy được ý nghĩa của việc giữ gìn và tôn tạo các di sản văn hóa của các bậc tiền nhân để lại. Mọi tầng lớp nhân dân trong thôn và bà con cô bác sống xa quê đều thể hiện trách nhiệm và tình cảm, tình yêu quê hương tha thiết, hết lòng vì đất mẹ thiêng liêng, vì quê hương thân yêu, cùng nhau đoàn kết một lòng, chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đổi mới. Với tinh thần đó, công trình trùng tu tôn tạo ngôi Đại Bái đến nay đã được hoàn thành. Thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu lên sân khấu cụ Nguyễn Văn Minh, đại diện ban khánh tiết lên trao sổ vàng công đức. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Định, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban chỉ đạo, cụ Nguyễn Huy Kháng, cụ Từ Miếu lên sân khấu để nhận sổ vàng công đức. Xin trân trọng kính mời. Vâng, đề nghị quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân ấy, dành một tràng pháo tay để cảm ơn những tấm lòng vàng ạ. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Vâng ạ, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn cụ Nguyễn Văn Minh. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, theo văn bia, cự thần từ xa xưa có tên gọi là Đại Thần, sau đổi tên là cự thần thuộc Tổng Động Cứu. Cuối thời nhà Lê, đầu thời nhà Nguyễn, muốn vào làng phải qua hai cổng chính là cổng Đình và cổng Ngã Ba. Sau làng là con đường Man Từa và Man Hạ. Ngoài ra không còn một lối ra vào nào khác, ngoài việc phải vượt qua hai lũy tre vào và ao làng ngăn cách. Với địa thế hiểm trở, năm 950, tướng Đỗ Cảnh Thạc đã chọn làm làng làm đồn trú trong kháng chiến chống Pháp. Cự thần là nơi diễn ra nhiều trận chiến đấu giữ làng, làm bàn đạp cho các đơn vị bộ đội chủ lực xuất phát tiêu diệt các đồn bốt xung quanh, góp phần vào những thắng lợi chung của quê hương. Với bề dày lịch sử của làng, ban chỉ đạo biên soạn xuất bản đã cơ bản hoàn thiện cho ra cuốn lịch sử làng. Thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu lên sân khấu cụ Hồ Đông Lĩnh, cụ Nguyễn Văn Nhật lên trao cuốn lịch sử làng, và xin được trân trọng giới thiệu lên sân khấu ông Phạm Văn Định, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, cụ Nguyễn Hữu Hạnh, đại diện ban khánh tiết lên sân khấu để nhận cuốn lịch sử truyền thống của làng. Xin trân trọng kính mời. Vâng ạ, đề nghị quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân hãy dành một tràng pháo tay được nữa được không ạ? Vâng, xin trân trọng cảm ơn ạ. Vâng ạ, xin trân trọng kính mời cụ lên phát biểu ạ. Thưa các vị đại biểu và toàn thể dân làng, cách đây 22 năm, 16 anh chị em chúng tôi trong ban nghiên cứu lịch sử làng Cự Thần đã viết lên quyển lịch sử làng dày 221 trang. Lúc ấy chúng tôi đã in 70 cuốn gửi biếu các đoàn thể trong làng, gửi biếu 21 dòng họ, gửi biếu một số bà con trong làng. 20 năm đã qua, 16 anh em, anh chị em trong ban nghiên cứu lịch sử làng đến nay chỉ còn lại 3 người. 13 cụ đã đi về với tổ tiên, còn lại 3 anh em chúng tôi là cụ Lê Văn Ngư 96 tuổi, cụ Nguyễn Văn Nhật 82 tuổi và tôi Hồ Đông Lĩnh 88 tuổi. Gần đây 3 anh em chúng tôi lại nhận được một số thông tin của một số bà con muốn có quyển lịch sử làng. Hôm nay chúng tôi đã tái bản lần thứ 2 và gửi về biếu làng 25 cuốn lịch sử mà các vị đã đăng ký. Bây giờ xin phát biểu đôi lời về cuốn lịch sử. Ai muốn biết mọi sự việc
của làng Cự Thần, hãy đọc trong cuốn lịch sử làng. Ai muốn biết về đời sống của dân làng Cự Thần trước năm 45, hãy đọc trang 14 có trong quyển lịch sử làng. Ai muốn biết rước thánh ngày mồng 6 tháng 3 ngày kia đấy của làng Cự Thần như thế nào, hãy đọc trang 22 có trong quyển lịch sử làng. Ai muốn biết nữ liệt sĩ người làng Cự Thần Nguyễn Thị Tá bị Pháp bắn tại sân đình làng Cự Thần như thế nào, hãy đọc trang 35 và trang 195 có trong quyển lịch sử làng. Ai muốn biết tên xã Đỗ Đồng được đặt tại làng đại đình làng Cự Thần do ông Nguyễn Văn Tham người Cự Thần chủ tịch xã thời gian ấy đặt tên, hãy đọc trang 46 trong cuốn lịch sử làng. Ai muốn biết tên làng Cự Thần có từ bao giờ, hãy đọc trang 84 có trong quyển lịch sử làng. Ai muốn biết làng Cự Thần có từ bao giờ, hãy đọc trang 90 có trong quyển lịch sử làng. Ai muốn biết tiểu sử ông Thành Hoàng làng Cự Thần, cung Tĩnh Đại Vương như thế nào, hãy đọc trang 97 có trong cuốn lịch sử làng. Ai muốn biết diện tích các cánh đồng làng Cự Thần có từ năm 45 đến năm 2000, hãy đọc trang 101 có trong quyển lịch sử. Ai muốn biết làng Cự Thần có 21 dòng họ, cụ tổ tên là gì, ông trưởng họ hiện nay là ai, hãy đọc trang 102 có trong quyển sách làng. Ai muốn biết làng Cự Thần có bao nhiêu cây cổ thụ, tên người trồng cây ấy, trồng năm nào và năm chặt năm nào, chặt để làm gì, hãy đọc trang 103 có trong cuốn lịch sử làng. Ai muốn biết số cổ vật hiện nay của làng Cự Thần giữ được đến năm 2000 là bao nhiêu, hiện tại cổ vật đó nằm ở đâu, hãy đọc trang 104 có trong quyển lịch sử làng. Ai muốn đọc 44 câu đối nho trong đình miếu và chùa mô của làng Cự Thần có từ xưa đến nay mà không biết chữ nho, hãy đọc trang 108. Ai muốn biết 11 bia đá chữ nho trước cửa chùa chính của làng Cự Thần từ xưa đến nay mà không biết chữ nho, hãy đọc trang 115. Ai muốn biết cái bia đá vuông bốn mặt chữ nho trước chùa mô làng Cự Thần từ xưa đến nay mà không biết chữ nho, hãy đọc trang 108. Ai muốn biết toàn bộ chữ nho trên chuông đồng đang treo ở chùa, treo tại chùa Phúc Lâm Tự Cự Thần mà không biết chữ nho, hãy đọc trang 121 có trong cuốn lịch sử làng. Ai muốn hình dung ngôi đình ngày xưa của làng Cự Thần như thế nào, hãy đọc trang 130 có trong cuốn lịch sử làng. Ai muốn biết nghề kiếm cá trên đồng Từ ở đồng Tú Hà ngày xưa của làng Cự Thần, hãy đọc trang 146. Ai muốn biết những người trong làng Cự Thần từ xưa đến nay được khen thưởng huân huy chương bà mẹ Việt Nam anh hùng, hãy đọc trang 162 có trong cuốn lịch sử làng. Ai muốn biết những người trong làng Cự Thần từ xưa đến nay đến năm 2000 được truy tặng liệt sĩ, hãy đọc trang 166. Ai muốn biết những người làng Cự Thần từ xưa đến nay đến năm 2000 đạt trình độ văn hóa từ lớp 12 đến bác sĩ, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ,
hãy đọc một trang, trang 170 có trong cuốn lịch sử làng. Ai muốn biết nấu bát canh cá đặc sản của làng Cự Thần từ xưa đến nay, hãy đọc trang 185 có trong quyển lịch sử làng. Ai muốn biết làm đĩa nham khế đặc sản của làng Cự Thần từ xưa đến nay, hãy đọc trang 186 có trong quyển lịch sử làng. Ai muốn biết làm nồi cá hầm đặc sản của làng Cự Thần từ xưa đến nay, hãy đọc trang 187 trong cuốn lịch sử làng. Ai muốn biết sáu thanh niên nam nữ cộng sản đầu tiên của làng Cự Thần đã làm rạng danh cho làng Cự Thần, hãy đọc trang 188 của... Và cuối cùng, ai muốn có quyển trực lại lịch sử làng này, xin đến gặp ông đại tá Nguyễn Văn Nhật, đăng ký họ tên và ngõ nào. Ông Nhật và tôi sẽ in và trao lại quyển lịch sử làng này tại nhà các vị và không lấy tiền. Đó là lòng của ba anh em còn sống chúng tôi. Xin hết, xin chào các vị. Vâng, xin trân trọng cảm ơn cụ Hồ Đông Lĩnh. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu lên sân khấu nhận cuốn lịch sử làng. Về phía đại biểu huyện, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Huy Quý, phó ban dân vận huyện Thanh Oai. Về phía đại biểu xã, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Bá Huy, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã lên nhận cuốn lịch sử vàng. Và ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu cụ Hồ Đông Lĩnh và ông Phạm Văn Định, trưởng thôn lên trao cuốn lịch sử làng. Xin trân trọng kính mời hai ông. Vâng ạ, đề nghị quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay để chúc mừng ạ. Vâng ạ, ban tổ chức xin được trân trọng các cảm ơn các đồng chí lãnh đạo huyện, các đồng chí lãnh đạo xã và xin cảm ơn cụ Hồ Đông Lĩnh và ông Phạm Văn Định. Xin trân trọng kính mời ông về. Kính thưa các vị đại biểu khách, qua quá trình trùng tu tôn tạo ngôi đại bái đã hoàn thành đúng vào dịp lễ hội truyền thống mùng 6 tháng 3. Đó là nhờ sự đồng thuận và tấm lòng hảo tâm công đức của toàn thể nhân dân trong thôn và bà con xa quê. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu lên sân khấu cụ Nguyễn Quang Hưởng, đại diện những người con địa phương lên có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng giới thiệu, kính mời cụ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo cấp thôn, cấp xã, cấp huyện, kính thưa các cụ, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội nghị, làng Cự Thần chúng ta long trọng tổ chức lễ khánh thành đại bái miếu. Qua nghe bản dự thảo báo cáo kết quả công tác xây dựng ngôi đại bái miếu, tôi cơ bản đồng tình, nhất trí và đánh giá cao cái bản dự thảo báo cáo đó. Thông qua bản báo cáo đó, tôi thấy đây chính là minh chứng phấn đấu nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân của thôn nhà đã đoàn kết, thống nhất cao, vượt qua mọi khó khăn để xây dựng thành công ngôi đại bái miếu làng. Ngoài các cảm xúc thì chúng tôi thấy rất là phấn khởi. Thứ nhất, năm ngoái chúng ta đã tiến hành tổ chức khánh thành ngôi Tam Bảo miếu, Tam Bảo chùa với giá trị là trên 4 tỷ đồng. Năm nay chúng ta tổ chức khánh thành ngôi đại bái miếu với tổng giá trị là trên 1 tỷ đồng. Nhưng ngược lại, chúng tôi cũng rất là phấn khởi là hôm nay được chứng kiến là các cụ đã triển khai bàn giao những quyển sổ vàng truyền thống và bàn giao cái quyển truyền thống lịch sử của làng. Có thể nói đây nó có ý nghĩa rất sâu sắc, bởi vì còn sách thì còn văn hóa, mà còn văn hóa thì còn làng Cự Thần. Do vậy chúng tôi rất phấn khởi, sung sướng và cũng rất phản động. Xong về khâu tổ chức xây dựng ngôi đại bái miếu thì chúng tôi có tham gia thêm một số điểm sau. Về phần thứ nhất là phần được, về công tác tổ chức là có sự lãnh đạo quan tâm của cấp xã, cấp huyện và có sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp thôn đã đi trúng hướng
đúng mục đích, đúng ý nghĩa, đúng ý đảng, lòng dân. Về phân công trách nhiệm, triển khai công việc, địa phương đã phân công thành ban kinh thiết, ban vận động, đấy, ban khánh tiết, vân vân là rất là rõ ràng và giao trách nhiệm từng người để từng đồng chí một đã có xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nhịp nhàng, tiến độ thi công đảm bảo, thời gian, chất lượng công trình đảm bảo. Đây nó thể hiện cái vai trò trách nhiệm của một số các ông, các bà trách nhiệm rất là cao. Tôi nói ví dụ như đồng chí Phạm Văn Định là Phó Bí thư Chi bộ trưởng thôn, hay là cụ Nguyễn Huy Kháng, thủ từ miếu, và nhiều cụ khác với vai trò và trách nhiệm các cụ rất là cao, làm hết mình. Về tổ chức thì tôi thấy là về hội phụ nữ là một trong hội tiêu biểu trong công tác xây dựng tổ thợ mộc, tổ thợ nè, tổ thợ lợp. Về xóm ngõ thì thấy là một số bà con ở xóm đình. Về tổ hội thì thấy hội là sinh năm 1984. Về bộ phận đệ tử thì tôi thấy cái tổ của Lưu Lương ở đầu làng. Các đồng chí đã thường xuyên nêu cao và trao trách nhiệm, làm việc hết mình với phương châm là việc gì trước thì ta làm trước, việc gì sau thì ta làm sau, làm rất hài hòa. Đó là chúng tôi thấy nổi bật và cái được thứ nhất. Cái thứ hai về nhận thức và tấm lòng của mỗi người con quê hương, với tinh thần mọi thắng lợi đều bắt nguồn từ nhận thức và hành động đúng. Từ đó khi làng có chủ trương xây dựng ngôi đại bái miếu, khi triển khai mọi người con quê hương dù ở xa hay ở gần đều tham gia hưởng rất nhiệt tình. Qua cái công việc thì chúng tôi thấy tiêu biểu như gia đình ở xa là có gia đình là cụ Nguyễn Thị Cậy, bác Hồ Viết Khiêm, bác Nguyễn Tuấn Hải, vân vân, và rất nhiều các ông, các bà ở xa đều luôn luôn hướng về quê hương, không bỏ quên quê hương và luôn luôn bên cạnh quê hương để cùng gánh vác nhiệm vụ, thì chúng tôi thấy rất là cảm động. Ngược lại ở quê thì chúng tôi thấy tiêu biểu nhất như là gia đình bác Chu Văn Định, gia đình ông Nguyễn Hữu Quảng, vân vân, và rất nhiều các gia đình khác, vì thời gian có hạn tôi không nêu lên được, nhưng đã mang tâm công đức xây dựng miếu làng. Có thể nói kể cả người ở xa và người ở gần thì là những con người gương tốt, việc tốt, họ đều có tâm và có đức, và ngược lại họ cũng con người rất có tầm về cho địa phương, về định hướng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Thì tôi thấy cái được thứ hai như vậy. Cái được thứ ba đó là chất lượng công trình, là người con quê hương làm cho quê hương mình, chất lượng chúng tôi thấy rất đảm bảo tốt, giá cả là hợp lý, nhất là về khâu địa lý, về phong thủy thì phải là rất là hài hòa. Về tiền công đức thì làm rất là rõ ràng, công khai, đặc biệt là tiền các đợt phát động là chúng ta quản lý rất chặt chẽ, từ chỗ đó lấy lại cái lòng tin của nhân dân. Tiền thì hô, hậu thì ủng, do vậy trên dưới đồng lòng rất đồng thuận. Kính thưa hội nghị, bên cạnh những cái được, chúng ta còn số những cái chưa được, còn hạn chế, tôi thấy như sau. Một là trong công tác xây dựng, chúng ta đã thành lập được các ban ngành, đoàn thể, nhưng công tác hoạt động là chúng ta chưa đều. Cái tính làm việc là chưa chuyên nghiệp, một số các đồng chí làm việc chưa cao là còn cầm chừng. Thứ hai, về nhận thức của một số ít hội viên và bà con nhân dân về hăng hái tích cực tham gia các cuộc vận động thì chưa cao lắm. Cho rằng đình làng, miếu làng được thành phố công nhận là di tích văn hóa thì bảo tồn, xây dựng thuộc về nhà nước phải lo, chứ không phải là làng phải lo. Nhận thức này là còn hạn chế. Vấn đề thứ ba hạn chế đó là hiểu sâu sắc về cái vị trí, cái tầm quan trọng của miếu làng, đình làng, thôn cổ thần. Như cụ Lịch đã nói, đình làng ta là cụ thờ cụ Thành Hoàng, tên là Cung Tĩnh Đại Vương, đại thiện cư sĩ là Nguyễn Trạc, là hoàng tử thứ 5 của vua Trần Thánh Tông. Chính vì hiểu cái lịch sử nó không rõ ràng, từ đó trong hoạt động tham gia đóng góp là nó có bị hạn chế, vì lý do là hiểu lịch sử là không sâu. Kính thưa hội nghị,
Đấy là chúng tôi phát biểu với cảm nhận cái được và cái chưa được. Từ chỗ đó, là một hội viên trong hội người cao tuổi, hôm nay được rất vinh dự lên lĩnh hội ý kiến và cũng rất tha thiết và mong gọi, hoặc là có thể nói là hội người cao tuổi cũng tiếp tục kêu gọi với sức mạnh tổng hợp của ba mũi giáp công, người ở nhà, người ở xa, ở trên và ở dưới đồng lòng để tạo điều kiện cho chúng tôi tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ trong thời gian tới đây. Đó là một số công việc vừa rồi đã dự kiến. Kính thưa hội nghị, được cả phép của ban tổ chức, tôi lên phát biểu một số ý kiến thế. Cuối cùng xin chúc tất cả các cụ, các vị đại biểu khách cùng toàn nhân dân chúng ta mạnh khỏe. Sang tới đây chúng ta tiếp tục hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các cụ, hội nghị quê hương cuộc sống thanh bình, dòng sông bên nước, sân đình cây đa, quê là tình mẹ tình cha. Về dự với hội nghị ngày hôm nay là có cụ Phạm Hữu Chính, là người con của quê hương, lên bọc bạch có một số cái bài thơ. Sau đây xin giới thiệu cụ lên đọc. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay. Kính thưa các vị đại diện cho đảng và chính quyền địa phương, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác, tôi là con rể của làng Cự Thần và là gắn với làng là 55 năm. Lần nào hội làng các công việc gì lớn tôi đều về tham gia và rất là kính trọng và tôn sùng làng Cự Thần. Hôm nay chúng ta tổ chức cắt băng khánh thành đại bái miếu. Tôi xin trước hết tôi đọc bài thơ là nhớ ngày dỗ tổ hàng năm. Nhớ ngày dỗ tổ hàng năm, cháu con gần gũi xa xăm tìm về, giấy rách thì giữ lấy lề, dẫu trăm năm vẫn bập bề dưới trên. Trước bàn thờ tổ trang nghiêm, cháu con trầm mặc như quên cõi đời. Giàu nghèo sướng khổ đầy vơi, cũng sinh từ một kiếp người mà ra. Lẫn sau hương khói nhạt nhòa, vẫn mờ ảo bóng ông bà tổ tiên. Một thời đói gạo thiếu tiền, chữ nhân chữ nghĩa vẫn truyền đời sau. Đi từ độ hội khổ quần đau, cháu con giờ đã có giàu có sang. Người đi xa dạng tiếng làng, người ở quê vẫn đang hoang người quê. Mưu sinh trăm việc bộn bề, vẫn dành một lối hướng về tổ tiên. Xin chân thành. Sau đây tôi xin đọc bài tôi mới sáng tác nhân ngày chúng ta tổ chức khánh thành miếu linh thiêng, miếu của làng. Người xưa xây dựng từ ngàn năm nay, làng Cự Thần đã đổi thay, cuộc sống no ấm mỗi ngày thêm vui. Về làng khi ánh chiều vơi, ánh đèn rực rỡ khắp nơi xóm làng. Nhà văn hóa đẹp khang trang, mặt hồ gợn sóng trên hàng cây xanh. Làng quê đẹp tựa bức tranh, ruộng đồng bát ngát thâm canh hai mùa. Chiều buông gióng giả chuông chùa, nghe như tiếng vọng ngàn xưa vọng về. Cháu con cuộc sống bộn bề, vẫn dành một lối hướng về tổ tiên. Giờ làng xây dựng miếu thiêng, mong cho con cháu bình yên muôn đời. Người Cự Thần rất tuyệt vời. Đây như thế hoan hô. Người Cự Thần rất tuyệt vời, tình quê tình đất tình người nơi đây. Miếu làng đẹp đẽ hôm nay là do công sức bàn tay cả làng. Nhiều cháu con tấm lòng vàng ở xa vẫn nhớ làng nhớ quê, cầu mong tiến tổ chở che, cầu mong cuộc sống trăm bề hanh thông. Tỏa lòng bao nỗi nhớ mong, cả làng đoàn kết như trong một nhà. Làng mình rồi sẽ tiến xa, thể thay áo mới người già dưỡng sinh. Quê hương cuộc sống thanh bình, dòng sông bến nước, mái đình cây đa. Quê ta tình mẹ nghĩa cha, dày công nuôi dưỡng cho ta nên người. Ngày thương đêm nhớ bồi hồi, quên sao được thủa nằm nôi nam tên. Xin hết ạ. Vâng, một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin được cảm ơn chủ nhiệm câu lạc bộ thơ ông Chính ạ. Tiếp theo chương trình chuyển sang người con xa quê phát biểu. Kính mời quý khách khắp nơi về dự ngày lễ quê tôi khánh thành cắt băng mùng 4 tháng 3, cán bộ con cháu ở xa cũng về. Bao năm xuôi ngược giữa dòng,
rời làng xa xứ mênh mông biển người, bờ môi tất lịm nụ cười, nỗi buồn vây kín tâm tư tháng ngày, đâu còn những giấc ngủ say, chưa hè nắng nóng những ngày thu sang, đông về dạ thấy bất an, thương cha nhớ mẹ thuốc than từng ngày, nhớ sao dáng mẹ con gầy, bắt canh mẹ nấu những ngày bên nhau, thương cha mưa nắng dãi dầu, lưng còng áo vải bạc màu gió sương, phận nghèo con phải tha phương, đêm ngày khắc khoải nhớ thương quê nhà, mong sao ngày tháng dần qua, cho con về lại mái nhà thân thương, không còn kiếp sống tha phương, bên cha bên mẹ tình thương đong đầy, cho con một giấc ngủ say, quên bao khó nhọc tháng ngày quạnh hiu, nỗi lòng chỉ có bấy nhiêu, bao năm xa xứ bấy nhiêu năm buồn. Vâng, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu lên sân khấu cụ Nguyễn Huy Phong, thay mặt cho những người con sống xa quê lên có lời lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời cụ. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý của làng Cửa Thần, kính thưa các vị cao niên trong làng, thưa toàn thể anh, chị, em và con cháu trong làng. Tôi, một người xa quê, vừa xa vừa gần, hôm nay chúng tôi xin phát biểu thay mặt cho một anh như những anh em xa quê luôn luôn hướng về làng. Tôi cảm nghĩ là tôi rất vui mừng. Những năm tôi xa quê tính đến nay gần 63 năm. Chúng tôi đã đi nhiều nơi nhưng mà về làng Cửa Thần hôm nay tôi thấy rằng đời sống của bà con Cửa Thần so với khi tôi bước ra khỏi làng, bây giờ đời sống của bà con hơn cao lên rất nhiều. Ngày xưa tính trên đầu ngón tay, tính đốt ngón tay không quá những cái quá các cái đốt ngón tay của bà con những nhà to nhà ngoài. Còn chúng ta đều sống bằng cái vách đất, vách bùn chát chấu. Không biết giờ nhiều người còn nhớ hay không, nhưng lớp trẻ các anh các chị thì không biết, như chúng tôi thì biết. Nhưng tôi yêu làng Cửa Thần có một điều như thế này, và chúng tôi cũng xin báo cáo với các đồng chí ở cán bộ huyện. Làng tôi là cái làng các cụ quy hoạch đẹp nhất trong kiến trúc. Tôi là dân làm nghề kiến trúc, tôi sống bằng cái nghề ấy. Tôi thấy rằng làng Cửa Thần ngày xưa, các vị cứ đi mà xem, chúng tôi cấu tạo, các cụ cấu tạo cái làng Cửa Thần là một cái bừa. Như cái bừa có hai cái gọng chính, đường liên xã là một cái là cái gọng chính hết, và các lối đi là các cái răng bừa. Ngày xưa làng tôi gọi là gù thụt, nhưng thực ra ấy, là đây là một cái sự phòng thủ của làng đấy. Vườn chanh và vườn chùa là hai cái chỗ đất trống, và ở trong làng phía trước phía ao đều có lũy tre, có ao làng cả. Một cái thế phòng thủ tuyệt vời trong quân sự. Ngày hôm qua tôi kịp về trước, tôi đã gửi một cái phong bì gồm danh sách có 11 con cháu của làng, là báo cáo với làng chúng tôi là anh em ở bên ấy gửi tôi tiền về thắp hương. Con cháu của làng Cửa Thần xa quê ở Đồng Nai có một cái lễ gửi về. Thế thì hôm nay tôi cũng lên xin thưa với làng những người con xa quê, chúng tôi luôn luôn là nhớ và biết ơn làng Cửa Thần đã sinh ra chúng tôi, nuôi chúng tôi lớn để đi giờ về thấy làng như thế này, thấy không? Rất mừng. Xin cảm ơn toàn thể các vị đại biểu và làng. Kính thưa các vị đại biểu khách, vì cuộc sống mưu sinh mà mỗi người chúng ta phải định hướng cuộc sống cho riêng mình. Ai xa quê mà lòng không khắc khoải, lệ nhạt nhòa khi bóng tối vây quanh, nhưng chỉ vì cuộc sống phải mưu sinh, đành ngậm ngùi gửi thân nơi đất khách. Thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn cụ Nguyễn Huy Phong. Kính thưa các vị đại biểu khách cùng toàn thể nhân dân, về dự với buổi lễ cắt băng khánh thành ngôi đại bái miếu làng hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đồng chí Trần Văn Phấn, Bí thư Đảng ủy, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đỗ Động lên phát biểu ý kiến chỉ đạo buổi lễ. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
Kính thưa các cụ, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, trong niềm vui trọn vẹn đất nước thanh bình, Giang Sơn thu về một mối, mọi người chúng ta đang sống lại những ngày tháng tư lịch sử, ngày đại thắng mùa xuân 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hòa chung với niềm vui tràn ngập ấy, hôm nay ngày 23 tháng 4 năm 2023, tức ngày 4 tháng 3 năm Quý Mão, cán bộ và nhân dân thôn Cự Thần long trọng tổ chức lễ khánh thành ngôi đại bám miếu Cự Thần. Đây là một sự kiện lớn lao của làng và càng có ý nghĩa sâu sắc hơn lễ khánh thành đại bái miếu làng được tổ chức trong dịp ngày đại cậy phước, lễ hội truyền thống của làng hàng năm vào ngày 6 tháng 3 âm lịch. Đây cũng là dịp để cán bộ nhân dân trong thôn, những người con quê hương đang học tập, công tác, lao động, làm ăn sinh sống trên mọi miền Tổ quốc và đang ở nước ngoài, hướng về cội nguồn quê hương, tri ân các bậc thánh hiền, các vị tiền bối, đức thành hoàng làng đã có những công lao đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ gìn đất nước, xây dựng quê hương giàu đẹp, thanh bình. Dâng nén tâm hương nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, người người mạnh khỏe, nhà nhà sung túc bình an. Đến dự buổi lễ hôm nay, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đạo Đồng, tôi xin gửi tới các cụ, các vị khách quý, cán bộ và nhân dân trong thôn, quý khách thập phương lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, chúc buổi lễ. Kính thưa các cụ, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, thôn Cự Thần thuộc xã Đạo Đồng là vùng đất cổ có dòng sông Đỗ Động Giang chảy qua, là quê hương mảnh đất địa linh nhân kiệt, trải qua quá trình lịch sử, cụm di tích, đình, chùa, miếu, hồ nước luôn là niềm tự hào của nhân dân thôn Cự Thần nói riêng, xã Đạo Đồng nói chung. Di tích miếu Cự Thần là nơi bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần độc đáo, nơi sinh hoạt tâm linh, duy trì củng cố mối quan hệ cộng đồng, nuôi dưỡng những quan niệm lớn, sống tốt đẹp, giáo dục các thế hệ kế tiếp. Đi cùng thời gian và thăng trầm của lịch sử, tại đây nhân vật phụng thờ được tôn vinh và là niềm tự hào của các thế hệ người dân làng Cự Thần về tinh thần đoàn kết, chung xây cuộc sống mới ấm no hạnh phúc. Miếu Cự Thần là di tích có liên đại ra đời khá sớm, hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị. Ngôi miếu đã chứng kiến bao biến đổi thăng trầm của vùng quê Cự Thần. Ngay từ khi ra đời, di tích đã gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân địa phương. Giai đoạn chống Pháp năm 1947, năm 1948, miếu Cự Thần bị thực dân Pháp tháo dỡ. Năm 2015, cán bộ và nhân dân trong thôn đã trùng tu, tôn tạo lại hậu cung miếu. Từ khi bắt đầu triển khai xây dựng ngôi đại bái miếu, thời gian khoảng một năm, thôn phải tổ chức rất nhiều hội nghị để bàn bạc thống nhất về chủ trương, về quy mô xây dựng và nguồn kinh phí, từ họp chi bộ đảng, họp hội nghị các cụ hai giới, hội nghị cán bộ và nhân dân trong thôn để tạo ra sự đồng thuận thống nhất cao. Sau khi được Ủy ban dân huyện Thanh Oai, Ủy ban nhân dân xã Đô Động nhất trí, ngôi đại bá miếu được khởi công xây dựng đến khi hoàn thành thời gian là khoảng 7 tháng, với nguồn kinh phí trên 1 tỷ đồng, 100% là nguồn xã hội hóa do nhân dân trong thôn đóng góp. Con em quê hương đang sinh sống mọi miền đất nước ở nước ngoài hảo tâm gửi về và các nhà hảo tâm khách thập phương ủng hộ với tổng nguồn kinh phí trên 1 tỷ đồng. Tôi xin ghi nhận và đánh giá rất cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ thôn Cự Thần, từ việc thành lập ban chỉ đạo, ban giám sát, ban thanh tra, tiểu ban xây dựng, tiểu ban tuyên truyền, vận động kinh phí, mọi việc được bàn bạc thống nhất, công khai với nhân dân, tạo sự đồng thuận và tiềm lực sức mạnh to lớn trong nhân dân, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Hôm nay được chiêm ngưỡng ngôi đại bái miếu do công sức và trí tuệ của nhân dân trong và cán bộ trong thôn Cự Thần xây dựng lên. Ngôi đại bái được thiết kế năm gian đẹp tố hảo, và hôm nay thôn cũng tổ chức trao cuốn lịch sử vùng đất và con người của Cự Thần. Đây là cũng một cuốn sách rất có giá trị để lưu lại các thế hệ sau nhớ đến cội nguồn, để tiếp tục mà xây dựng quê hương ngày giàu đẹp văn minh. Từ niềm vinh dự này, tôi xin chia vui và chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Cự Thần
mong rằng cán bộ và nhân dân trong thôn phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, xứng đáng là trung tâm sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân trong thôn, đồng thời cùng nhau đoàn kết đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng xã Đô Động đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023, xây dựng thôn Cự Thần ngày càng giàu đẹp văn minh. Cuối cùng xin kính chúc các vị khách quý, các vị đại biểu và nhân dân trong thôn, các khách thập phương nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức, xin cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Trần Văn Phấn, Bí thư Đảng ủy xã Động. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu lên sân khấu bà Nguyễn Thị Nhật, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo thôn lên tiếp thu. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa các cụ cao niên, kính thưa các vị đại biểu khách, thưa toàn thể nhân dân, bà con xa quê và khách thập phương. Được sự nhất trí của ban lãnh đạo các cấp, hôm nay chính quyền và nhân dân thôn Cự Thần long trọng tổ chức lễ cắt băng khánh thành ngôi đại bái miếu làng. Sau một buổi sáng tổ chức với tinh thần và trách nhiệm, hội nghị được nghe ông trưởng thôn báo cáo kết quả công tác tổ chức tuyên truyền vận động và xây dựng ngôi đại bái miếu làng và ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo và nhân dân trong thôn. Trong đó có sự đóng góp tích cực bằng những ngày công lao động của các tiểu ban và toàn thể nhân dân trong thôn, cũng như sự ủng hộ công đức của ông bà là những người con xa quê đang sinh sống trên mọi miền đất nước và con em đang lao động và học tập ở nước ngoài, cùng với quý khách thập phương đã ủng hộ vừa là tinh thần cũng như vật chất để địa phương xây dựng hoàn thiện ngôi đại bái miếu làng với tổng kinh phí hết hàng tỷ đồng. Đúng như câu thành ngữ mà ngàn đời vẫn còn để lại cho các thế hệ: dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng trong, hay ăn cũng hết, mặc cũng mòn, mang tiền công đức, phúc còn dài lâu. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, buổi lễ cắt băng khánh thành ngôi đại bái miếu làng thôn Cự Thần hôm nay được diễn ra trong trang trọng và thành công viên mãn. Thay mặt cho cán bộ và nhân dân thôn Cự Thần, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu khách cùng toàn thể nhân dân đã thu xếp thời gian về dự và có những bó hoa tươi thắm chúc mừng buổi lễ. Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, cán bộ và nhân dân trong thôn cũng như con em đang sinh sống học tập công tác khắp mọi miền của Tổ quốc và con em đang lao động ở nước ngoài. Các tập thể, cá nhân đã phát tâm công đức, góp sức, góp công để thôn nhà hoàn thành xây xong ngôi đại bái miếu làng. Thay mặt cho cán bộ và nhân dân thôn Cự Thần, xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo cấp trên, tiếp tục vận động con em của làng góp sức, góp công để xây dựng, tôn tạo, giữ gìn các di tích lịch sử, di tích tâm linh của làng ngày một khang trang và thịnh vượng, và cùng với cán bộ và nhân dân trong làng giữ gìn di sản văn hóa của ông cha ta đã để lại, đồng thời giáo dục các thế hệ hôm nay và mai sau đóng góp công sức, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp và văn minh. Cuối cùng, một lần nữa, thay mặt cho cán bộ và nhân dân trong làng, tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các vị đại biểu, khách cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, thay mặt ban tổ chức, xin được trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Thiện Nhật. Kính thưa các vị đại biểu khách, thưa toàn thể nhân dân, tiếp theo chương trình là lễ cắt băng khánh thành ngôi đại bái miếu làng văn hóa thôn Cự Thần. Ban tổ chức đề nghị đội nghi lễ vào vị trí chuẩn bị ạ. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu lên sân khấu về phía đại biểu huyện Thanh Oai, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Oai. Về phía đại biểu xã Đô Động, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Văn Phấn, Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Đăng Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, đồng chí Nguyễn Bá Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng,
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Về phía đại biểu thôn, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Định, Phó Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Cự Thần; đồng chí Nguyễn Quang Hường, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi, đại diện các đoàn thể trong thôn; cụ Nguyễn Hữu Hạnh, đại diện các cụ hai giới thôn Cự Thần; cụ Nguyễn Văn Minh, đại diện ban khánh tiết. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đại biểu chúng ta lên các băng khánh thành ạ. 3, 2, 1, lễ cắt băng khánh thành ngôi đại bái chính thức được bắt đầu. Vâng, đại nghị nhân dân trong tràng pháo đây để chúc mừng ạ. Được cảm ơn đội Lân, đội Sư Tử ạ. Vâng, kính thưa các vị đại biểu khách quý, sau một thời gian làm việc với sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, lễ cắt băng khánh thành ngôi đại bái miếu làng văn hóa thôn Cự Thần đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Định, Phó Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban chỉ đạo lên bế mạc buổi lễ. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu khách, kính thưa các cụ cùng toàn thể nhân dân, buổi lễ cắt băng khánh thành ngôi đại bái miếu làng hôm nay thành công viên mãn. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn tới các quý vị đại biểu, các cụ hai giới, các mạnh thường quân cùng toàn thể bà con nhân dân, khách thập phương, bà con xa quê, đặc biệt là các tiết mục văn nghệ của các tập thể cá nhân, tiểu ban đón tiếp, tiểu ban hậu cần, các gia đình mang một phần kinh phí để ủng hộ buổi lễ cắt băng khánh thành, như gia đình ông Nguyễn Trung Sơn, con cùng Mỹ ở Kim Mài, 5 triệu đồng một tạ gạo nếp; anh Bằng, con ông Thu, con ông Nhương, 2 triệu đồng để thuê đội trống; gia đình anh Khiêm, con ông bà Đầm Tiến, 2 triệu đồng để thuê đội trống, 500 ngàn đồng để ủng hộ các cháu đội rồng; gia đình ông bà Tùng Thúy, 1 triệu đồng để thuê đội trống; cụ Nguyễn Huy Kháng, cụ Từ Miếu, 4 triệu đồng thuê đội rồng; gia đình cháu Thu Tôn, con ông Định ủng hộ đội lân; gia đình Nguyễn Thanh Bình, con bà Nhiệm, 3 triệu đồng để quay cam camera; bà Thanh Thịnh, 1 triệu đồng để quay cam camera; bà Đăng Sử, 1 triệu đồng để quay cam camera; gia đình và đại lý Thu Lâm ủng hộ toàn bộ tiền ga đun trong buổi ngày hôm nay. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn tới gia đình và xin kết thúc buổi lễ tại đây. Xin kính mời các quý vị đại biểu khách cùng các cụ cao niên ở tại khuôn viên miếu để tổ chức liên hoan và chung vui cùng với địa phương.